Đúng rồi, mẹ mình già cả rồi mình cố gắng bò lên trên đây để mẹ hình coi được ổng xả cái gì. Chú cha sao mẹ ổng xả chưa? Mẹ thấy chưa, ổng đang bơi nữa kìa mẹ. Xả cái gì? Mà xả cái gì vậy? Hello là ok, chào mừng tất cả các em fan đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xù xí xọng và bông mấy bỏng. Thì như cả nhà đang thấy, thời tiết những năm gần đây rất là nóng luôn. Chắc chắn là ở chỗ các em fan hiện tại cũng đang rất là nóng đúng không? Xù của bông cũng đang rất là nóng luôn nè cả nhà, le lưỡi suốt ngày luôn nè. Đó, vì vậy anh Sen quyết định là sẽ tạo cho em xù với em bông một hồ bơi vô cực. Ngoài đó, ngoài ra còn có một cái cầu trượt nữa cả nhà. Cầu trượt này có thể trượt từ trên xuống dưới cái hồ nước luôn. Đó, nó phải xịn như vậy thì Su của bông mới thích được. Sao? Su có thích không? Ra Su lại nói anh bóc phét. Hả? Trời ơi, anh có thể tạo ra nhiều cái cũng xịn hơn đó nữa. Sao Su không tin anh vậy? Su nói là phải thấy mới tin được. Đó, cả nhà, bây giờ anh Sen sẽ bắt đầu chế tạo nha. Thì những cái thứ mà anh Sen chế tạo là bằng những vật dụng ở nhà thôi. Để chi? Để khi mà các fan coi clip của anh Sen á, có thể chế tạo được. Rồi, đầu tiên anh Sen sẽ dùng một cái đây, một cái bạt. Cái bạt này á là để nó thể bôi trơn lên được. Đó, sau đó là anh Sen sẽ cột lại. Đó, anh Sen sẽ cột lại như thế này. Đó, cột một cái đầu. Đó, cột một cái đầu vô. Đó, cột đầu vô, xong rồi anh Sen sẽ cột lên đây. Đây. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Oh, okay, cả nhà ơi, cả nhà coi im bông nè. Đó, con cái bạc của im bông chưa làm gì hết mà nó cỡ này nè cả nhà. Trời ơi, là cả nhà có thấy không, là bông rất là thích cái cầu trượt này luôn. Thì sau khi mà anh Sen đã lấy hết nước, đây, hồ bơi của im bông là đây nha cả nhà. Đó, và đây là cái ván trượt của im bông, anh Su. Đó, thì bây giờ anh Sen sẽ làm sao để tăng cái độ ma sát lên. Su ơi, quay lại Su nói nè. Quay lại nói nè. Su, em nói cho mọi người đi để mọi người có thể biết được là trình độ của em nó như thế nào. Mình làm sao để mình làm cái này nó trơn lên. À, tưới nước lên, đúng không? Sao? À, tưới nước lên, bây giờ anh Sen sẽ dùng anh Sen tưới nước lên này cả nhà. Đó. Đó. Đó cả nhà. Rồi, tưới nước lên. Rồi, Hiền, đưa cho anh cái chai xà bông. Hôm nay là cái sự trợ giúp của chị Hiền nha cả nhà. Rồi, bông uống cái xà bông vô sao? Nào uống nè. Anh chị xe lại thôi. Bọn nó uống nè. Đó, anh sẽ xài xà bông lên đây để cho nó trơn. Sơ thôi, đó. Tại một cái độ trơn cho cái này. Rồi. Từ, con bông bị sạch rồi. Không sao đâu. Cả nhà, rồi. Bây giờ là tới cái phần gọi là trình diễn cái hồ bơi. Rồi anh Sen sẽ lên trượt trước. Sao? Anh Sen là trượt là nó kẻ. Ôi cậu bơi chưa? Chết rồi. Ôi cậu bơi nè. Ôi 2, 3. Chưa. Chết rồi. Không được. Lột rồi, bỏ đây vô tao mới được. Thôi, từ, kéo từ. Phong nè, kéo cái này căng lại xíu nữa. Sẽ nâng cấp cái ván trượt lên nha cả nhà. Sẽ nâng cấp lên một xíu. Tại vì tình hình là cái ván trượt này cả nhà nó làm em xu em bông rớt ra ngoài. Vậy mình sẽ thử nghiệm. Rồi ok. Tôi bước vô. Tiến hành ngược lại. Rồi. Xu.
quanh trường chơi. À, vẫn bị kẹt. Sao cơ vậy? Tại có người dữ dữ thôi. Rồi vậy là anh giữ rồi, đã giữ rồi, để rồi. Vào, ông rồi em. Đấy chứ rồi. Ông đi đó. Ông đâu em. Rồi, để anh giữ. Một em ơi. Một em ơi. Rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Ok, vô rồi, tới lúc sâu. Ra. Mau đi ra đi, tới lúc sâu nè. Sâu. À, anh coi coi, anh thử cái ván trước rồi. Ở đây. Ván trước ban rồi. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Không được, thử nghiệm lại. Ván trượt thất bại rồi. Ây da đâu. Tôi làm sao chưa được ngồi không ta? Nóng chừng vô trong. Ok cả nha, theo như tình hình hiện tại thì chị Hiền thấy cái ván trượt của anh Sen sẽ không thành công mọi người. Đó cả nha, nãy giờ thảy su bông, cho su bông trượt mấy lần mà không có lần nào trượt ở trong cái thau hết trơn á. Lần này á, anh Sen dở cả nhà, thiết kế cái ván trượt là chị Hiền thấy không tin tưởng rồi. Nghĩ sao á, một đứa thì 6kg, một đứa thì 9kg, mày làm cái ván trượt như vậy làm sao mà trượt được. Đây, ok cả nha, anh Sen để nâng cấp lên, bây giờ anh Sen sẽ thử nghiệm lại nha cả nha. Thử coi lần không. 1, 2, chơi. Sâu cảm giác như là sâu cảm giác sợ hãi rồi nha. Sâu thấy em bông trường là sâu cảm giác bất an trong lòng kìa chị ơi. Rồi 1, 2 chơi. Bán trường cơ học mọi người, bán trường cần phải có người giúp đỡ thì mới rớt được. Ví dụ cái bán trường của xe Giang trường nè, rớt chúng đâu xuống bây giờ. Đó, được chưa? Rồi, thêm nước. Rồi, mời xu ra, xui ra đi, để cho bông trường coi. Cũng được mà. Nói chung đây là ván trượt nhà làm cho nên nó sẽ trượt giống như nhà làm á cả nhà, cho nó không trượt được giống như là người ta làm. Rồi xuống đây. Xuống đây. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi tới nước sâu. Nước sâu nha cả nhà. Trượt. Đúng rồi. Rồi. Xin vô đây. Xin vô đây xí. Trượt lại. Trượt lại. Đâu để nó thẳng xuống đâu. 1, 2, 3. Để chứ kìa. Rồi vô đây. Rồi. Rồi, xuống bông vô đây. Xuống bông bước vô. Xuống bông bước vô. Bước vô đây. Bước vô. Bước vô bán trường đi. Bước vô hồ tạo hồ bơi. Bước vô hồ bơi đây. Bước vô hồ bơi đây. Hồ bơi đó. Bước vô. Đó. Ngồi im. Bây giờ mình tạm thôi, mình chuyển qua mình tưới nước đi mọi người. Hả? Như là su bông là những hạt giống, mình tưới với su bông lớn kìa nha. Ơi. Rồi. Hạt giống này có bị già rồi cả nhà, hạt giống nghiêm rồi. Rồi, đợi anh xíu, anh lấy nước miếng nước rồi nè. Ok cả nhà, sau một thời gian suy nghĩ á, thì anh Sen đã tạo được cho em su với em bông hai cái hồ bơi luôn cả nha, hai tầng. Đây, thì chị su là tầng dưới này, em bông hiểu đó. Đây cả nhà, tầng trên là của em bông này nha cả nhà, đó, tầng trên là của em bông. Rồi đợi xíu anh kéo ra đã. Bông ơi, đó, tầng trên đây là của em bông nè, đó, hồ bơi phía trên thì của em bông, còn phía dưới là của chị su. Chị Xu nằm xuống, nằm im. Chết rồi, chị Xu, ngồi xuống. Xu ngồi. Đúng rồi. Xu ngồi im. Đó, ngồi im đó. Xu nằm im. Xu ngồi im đó. Xu ngồi im, Xu tặng hưởng đi Xu. Đó, tặng hưởng. Bông ơi. Đây cả nhà, Xu ngồi im. Tặng hưởng. Đây, rồi Xu ngồi đó, ngồi đó. Ôi. Ngồi đó. À đúng rồi. Sao? Nằm xuống. Nằm. Ôi. Cái gì? Ngồi đó. Đó. Thì đây cả nhà.
đây là hồ bơi của Sông Núi Bông. À, bây giờ á, anh Sen cũng sẽ tham gia vô hồ bơi này nha cả nhà. Ok. À. Rồi. Còn tối gì trong cái hồ đó vậy Bông? Đó, sau khi mà có hồ bơi đây rồi thì bây giờ á, anh Sen cùng với Super Bông sẽ tắm luôn nha. Rồi bay. Đó. Đó. Mình sau khi mà có hồ bơi này cả nhà thì anh Sen sẽ tắm luôn. Đó. Đó. Ok. Quá mát luôn. Đó. Rồi, Su đâu? Ai Su ơi, anh tắm cho Su luôn. Phải không vậy? Sao nên nhìn ta khác dữ vậy? Không phải đâu, có form à. Lấy luôn con form à. Ừ, xem nữa tắm cái Su bằng con form kìa nha. Tại vì ba đổ con form trong cái ca sự tắm của Su mọi người. Ai? Chết rồi, xem nữa là giặt Su luôn rồi kìa nha. Đó, được chưa? Giờ là thơm mùi con form kìa mọi người ơi. Đó, anh Sen sẽ tắm cho Su với tắm cho anh Sen luôn. Đó, xong rồi đó. Ngồi. Wow! 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 Rồi con bao đâu? Công nhận tắm hay cho cả nhà, tắm kêu cái đâu lại mọi người. Con bao ngồi đó. Đây cả nhà tắm cho em bao luôn. Rồi, từ bao ngồi đó. Đây cả nhà. Đó, sau khi mà tạo được hồ bơi á thì ba anh em bọn mình sẽ tắm cho nhau luôn nha cả nhà. Đó. Đã quá. Từ Bông ơi, ngồi im. Bông ơi, có sợ đây không à? Ngồi xuống. Ngồi im đó. Cô ơi, này hình như là không được sạch sẽ mọi người. Đó, mấy em vào thấy không? Dễ gì mà có được một cái căn hồ bơi mà nó có cầu trượt, xong rồi á là nó có hai hồ bơi, xong rồi là được có người tắm cùng nữa. Quá đã luôn chứ gì nữa. Không có nhục ở đâu ta. Còn Bông kìa. Thôi, con Bông kìa, ra đây, bước ra Bông. Con Bông này, bây giờ nó muốn chơi cầu trượt cả nhà. Nó muốn chơi cầu trượt á, đứng ra chơi cầu trượt đi. Hả? Chắc chắn đây là lần đầu tiên mà các em thấy á, có người vừa tắm cho mấy em cuốn. Sao ngủ ở đây ngủ đâu? Tại trong ngủ mọi người, thằng này nó cũng đã sợ phòng, không sao hết á. Thôi. Nhét cái đầu Su chưa được sạch nha mọi người. Nó là 4 cái chân của Su nữa. Anh Sen sẽ tắm từng khu vực nha cả nhà. Đó, đầu tiên là anh Sen sẽ tắm ở trên người Su. Đó, để cho Su sạch ở trên đây đi. Đó, xong rồi anh Sen sẽ tắm xuống phần dưới. Đó. Đây, sau đó là anh Sen sẽ che xuống phần đít của Su nè. Đó. Rồi, chị Su đâu rồi? Chị Su ngồi đây, đợi tới em bao. Bao này. Em Bông. Đây cả nhà, nào tắm Bông nè. Tắm Bông. Cả nhà Bông á là. Thôi chị Su lên đây đi. Chị Su lên đây ngồi đi. Su lên đây ngồi nè. Đó, nó ngồi đây. Đó. Su lên nó đây. Đó. Khu trên đây là cái khu mà khi mà mình tắm xong mình sẽ leo nó mình ngồi nha cả nhà. Mình sẽ đợi. Chị Bông. Bông kêu là thêm nước. Rồi. Chết rồi mọi người, anh Sen gồm ngã, anh Sen bị hó cái đầu luôn kìa nha. Anh Sen bị hó một bên đầu luôn mọi người. Ôi. Cái gì nữa? Anh Sen già đi mấy tuổi kìa nha. Tệ quá cả nhà ơi. Cảm giác đó là vô bớt. Khi mà được tắm cùng với đâu không? Yeah. Đó. Trời ơi mẹ ơi, ông hai ông xã, cái sân thượng của mẹ thành một bãi chiến trường cho nó kìa. Ông xã kích khủng lắm, mẹ ơi mẹ coi đi. Ủa mẹ mới dọn dẹp sáng rồi mà giờ lên xã trên đó nữa à? Trời ơi, ông xã cũng nói thiệt á, chứ bây giờ cũng thấy ai mà xã
cái sân thượng của mẹ như vậy luôn á. Sẽ mà bung bét hết nước chảy lên lén cho nổi luôn kìa. Mẹ lên mẹ coi thử đi. Sao mà phế dữ trời, người dọn người người xẻ cái kiểu này. Cầm sao cái mà cây lên mẹ, cầm cái cây lên. Trời ơi kinh khủng lắm mẹ. Cầm cái cây lên chạy đánh nè. Đúng rồi, mẹ lên mà mẹ không cầm cái cây á là mẹ không có gì mẹ đánh nổng đâu. Tức lắm. Thiệt cái chứ. Sao mà xẻ cái cây đâu rồi. Nha, bây giờ chị Hiền xuống, chị Hiền miết mẹ mọi người. Dép xả cái sân thường của mẹ, mẹ vừa mới dọn sân thường mà giờ ông xả kinh khủng như vậy. Để lên lần này á, ông sẽ bị mẹ quýnh cho một trận mọi người. Đi nha nói mẹ, ông với xuống bông dọn thất ở trên á. Nè, đi lên đây nha mẹ. Ok cả nha, chị Hiền dẫn nước mẹ lên rồi mọi người. Nào chỗ nào tầng nào? Trên sân thường đó mẹ. Tới sân thường luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Em xem nó xả. Ông xả, phải hết cây của bay trên đó luôn. Có ồn đúng rồi nha. Này mọi người, chị Hiền đang dẫn mẹ lên trên sân thường này nha. Ông còn đang xả trên này nè. Đây nè mẹ. Cho mẹ mình già cả rồi mình cố gắng bò lên trên đây để mẹ hình coi được ông xả cái gì. Chú cha sao mẹ ông xả chưa? Mẹ thấy chưa, ông đang bơi nữa kìa mẹ. Mẹ thấy chưa? Mà xả cái gì vậy? Đây xin giới thiệu với mẹ một phát minh vĩ đại đi trước thời đại luôn, hồ bơi 2030 đó, có cầu trượt đó đó. Còn hôm nay nóng quá mẹ ơi, tôi con dẫn xuống bông lên đây bơi nữa mẹ đó. Xuống bông á, nãy giờ nay bơi sướng quá mà. Cái này là cái hồ bơi, còn này cái ván trượt hả? Dạ đúng rồi, mẹ muốn coi thử nó trượt như thế nào không. Trượt cái cái gì mà sẽ thương trong con tắm rồi. Mà chứ mẹ coi thử. Đây cho mẹ coi nè. Đây đây cho mẹ coi, đưa mẹ đưa cho con xô nước đây. Đây trước khi bơi á là phải tạo độ trơn. Mà trơn trượt đó. Thôi à, bây giờ bắt đầu mẹ coi nè. Hồ bơi nè. Chuẩn bị chưa? Cái gì mà nó chung cái nhậu. Đó mấy trượt đó. Bỏ nó lên trượt lọt vô cái hồ. Cho cái hồ để chỉnh chưa chuẩn thôi. Đó là mẹ ông phá mẹ. Đây đưa đây đưa xuống đây. Cái mấy trượt gì mà gốm vậy. Đây ông phá họ đó mẹ. Mẹ coi cái gì mẹ chụp xuống nha. Nó lỡ nó rớt mẹ coi chụp nha. Mập quá không chụp xuống được cái hồ bơi luôn kìa nha. Quá đã, cả nhà sướng như thế này. Mẹ mày còn nói gì nữa. Nhưng mà mẹ giờ trời đã nóng quá nè, làm giờ chị em á nó bơi cho nó mát cũng được mà. Bể cái thau. Chung cho bể cái thau. Người ta đang chơi mà. Người ta đang chơi mà. Bể cái thau. Đã quá mẹ ơi. Thôi được rồi. Con Hiền nó mát mẹ hả? Không có. Mẹ tự mẹ lên á, phát hiện ra tại sao mẹ vừa mới dọn nhà mà phá hỏi nhà của mẹ như vậy. Cả nhà, em chị Hiền á là theo VNVN thì ra á là mục đích là kêu xe lên chế tạo ở đây á là để xuống mát mẹ cả nhà. Trời ơi ghê thiệt. Cho nó mát này, cho nó mát. Đó, đó tắm cho em luôn. Tắm cho em luôn. Mẹ vô tắm luôn mẹ. Đó cả nhà, có nghĩa là anh xe sẽ tạo ra cả nhà. Cả nhà nóng quá mà. Bây giờ như thế này á thì nó mới giải nhiệt được. Bước ra, xuống bước ra. Xuống chưa? Con muốn làm trượt là con phải làm cái này cái chân trơn xuống nè, xong bắt đầu nó tụt xuống. Ghê quá mọi người, làm cọc trượt nữa hả? Cọc trượt nữa. Đó. Thôi xua bông, để chiều nay chị dẫn xua bông đi chơi hồ bơi, đừng có chơi cọc trượt này nữa. Xua bông, cọc trượt này gốm quá. Để cả nha, trời ơi bị ghê á. Ok, các em fan bình luận đi, coi thử cái cọc trượt của anh Sen có sáng tạo độc đáo không. Nếu mà có thì anh Sen sẽ tiếp tục làm cọc trượt 2.0 nha mọi người.